Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến từ điểm cầu trung ương, kết nối với các điểm cầu của tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương và đường truyền mở rộng đến cơ sở. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trường Trình và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng chủ trì tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Dự và chỉ đạo hội nghị có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai. Cùng dự hội nghị có các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 cùng các cán bộ chủ chốt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội trong toàn hệ thống chính trị và đông đảo cán bộ đảng viên. Hội nghị được kết nối tới 16.242 điểm cầu các ban bộ ngành đoàn thể, đơn vị ở trung ương và các địa phương trên toàn quốc, với hơn 1.441.200 cán bộ đảng viên tham dự nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết. Nội dung các chuyên đề được tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 như tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh hạnh phúc, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, và hướng dẫn triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 13. Hội nghị diễn ra trong thời gian 1 ngày rưỡi, trong đó 1 ngày nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, thời gian còn lại dành cho các tỉnh thành ủy và đảng ủy trực thuộc trung ương triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 13. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban bộ ngành địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 ở địa phương, cơ quan đơn vị, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 cụ thể, thiết thực và hiệu quả.